could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đặng Quang Vinh, đại ca showbiz dính ồn ào cưỡng hiếp làm khiếc anh. Đặng Quang Vinh là diễn viên nhà sản xuất thành công. Ông phát hiện ra tài năng của đạo diễn Vương Gia Vẻ, nâng đỡ Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Nhậm Đạt Hoa. Trong làng giải trí Hồng Kông, hiện nay có rất nhiều người được xưng là đại ca nhờ những đóng góp lâu năm trong nghề như Thành Long, Nhậm Đạt Hoa. Tuy nhiên, người thực sự được mang danh đại ca trong lòng các nghệ sĩ xứ Hương Cảng là Đặng Quang Vinh. Đây là danh hiệu có từ những năm 1980, trong đó tứ ca là Tả Hiền, tam ca là Miêu Kiều Vĩ, nhị ca là Châu Nhuận Phát. Đặng Quang Vinh đứng đầu tất cả bởi ảnh hưởng của ông trong làng giải trí. Ông nâng đỡ nhiều nghệ sĩ mà đến nay đã trở thành huyền thoại như Vương Gia Vẻ, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa. Ông cùng với Lý Tiểu Long, Trần Tuệ Mẫn, xưng huynh gọi đệ. Ngoài ra, ông còn là đại ca của băng nhóm Liên Nhạc Công. Đặng Quang Vinh sinh năm 1947 tại Hồng Kông. Ông có ngoại hình điển trai, lịch lãm và chiều cao 1m83. Nhờ đó, Đặng Quang Vinh được một công ty điện ảnh tìm kiếm tài năng, phát hiện khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Năm 1964, ông tham gia bộ phim The Student Prince, từ đó gắn với danh từ Hoàng tử. Sau này, Đặng Quang Vinh liên tục xuất hiện trong các bộ phim tâm lý tình cảm dành cho thiếu niên. Đặc biệt, bộ phim Mùa Thu Lá Bay vang danh khắp châu Á, giúp ông trở thành hoàng tử dòng phim tình cảm. Tại Việt Nam những năm 1970, nếu Địch Long Khương Đại Vệ là vua phim cổ trang, thì Đặng Quang Vinh là trùm phim tình cảm. Theo trang Sina, ở thời kỳ đỉnh cao, Đặng Quang Vinh là tài tử được trả các xê cao nhất Hồng Kông với hơn 2.000 đô la cho mỗi bộ phim. Một năm Đặng Quang Vinh đóng tới 6 tác phẩm là ngôi sao ăn khách nhất thời đó. Một số bộ phim nổi tiếng của ông là Hoàng Hòa năm 1984, Giang Hồ Hổ Đấu năm 1987, Tài Chiến Giang Hồ năm 1990, Lòng Đằng Tứ Hải năm 1992. Đặng Quang Vinh là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn ở cả Hồng Kông và Đài Loan. Ông từng đóng cặp với nhiều minh tinh như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều, Dư An An, Vương Tổ Hiền. Ngay cả Lưu Đức Hoa cũng thừa nhận sức ngưỡng mộ Đặng Anh. Không chỉ là ngôi sao nổi bật nhất, Đặng Quang Vinh từng tham gia sản xuất phim và khá mắc tay. Ông là người không tiếc cầm cố tài sản để đạo diễn Vương Gia Vẻ tỏa sức làm phim. Năm 1988, Đặng Quang Vinh đầu tư để Vương Gia Vẻ làm đạo diễn bộ phim Vượng Giác Các Môn. Tác phẩm có sự tham gia của ba ngôi sao điện ảnh Hồng Kông lúc đó là Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Trương Mã Ngọc. Bộ phim đã thành công về mặt doanh thu. Nhưng theo trang Sina, khi cả hai tiếp tục sản xuất siêu phẩm A Phi Chính Truyện năm 1991 đã suýt khiến Đặng Quang Vinh phá sản. Lý do là bởi Vương Gia Vẻ muốn làm hai phần phim với sự tham gia của hai ngôi sao Trương Quốc Vinh và Trương Mã Ngọc. Sau đó, ông còn kéo dài thời gian sản xuất khiến kinh phí làm phim bị nhân lên. Tuy nhiên, khi khởi chiếu A Phi Chính Truyện bị đánh giá là khó hiểu, không thành công về doanh thu dù đạt nhiều giải thưởng. Đến năm 1994, khi Đặng Quang Vinh từ bỏ sự nghiệp chuyển sang kinh doanh, vẫn có nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông. Lý do Đặng Quang Vinh được nể phục không chỉ bởi thành công nghệ thuật của ông, mà còn bởi nam diễn viên có liên quan tới xã hội đen và là người luôn hết mình vì người khác. Theo trang Ai Phân, thì khi còn học phổ thông, Đặng Quang Vinh đã quen biết với Lưu Vinh Câu, kẻ cầm đầu nhóm giang hồ máu mặt của Hồng Kông với tên gọi Liên Công Nhạc. Sau đó, Đặng Quang Vinh thay Lưu Vinh Câu quản lý nhóm này. Trong những năm tháng còn hoạt động, Đặng Quang Vinh từng ra mặt giúp nhiều nghệ sĩ dàn xếp những vướng mắc với giang hồ. Ông cũng là bạn kết nghĩa với các ngôi sao lớn như Lý Tiểu Long, Trần Huệ Mẫn, Tả Hiền, Thẩm Thiên Hà. Một hành động nữa thể hiện tính cách cương trực của Đặng Quang Vinh, việc ông lên tiếng chỉ trích Trịnh Thiếu Thu trong tang lễ của Thẩm Thiên Hà. Ông luôn coi nữ diễn viên họ Thẩm là em gái, hết lòng chăm sóc. Nhưng Thẩm Điện Hà có cuộc hôn nhân đau khổ với nam diễn viên Đào Hoa, Trịnh Thiếu Thu. Trong tang lễ nữ diễn viên, ông chỉ trích Trịnh Thiếu Thu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con. Cả cuộc đời Đặng Quang Vinh không có scandal nào. Trong tình cảm, ông chung thủy với người vợ Nghiêm Trân Nạp và có hai người con gái. Ông mất vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 do tái phát bệnh tim. Sự việc đau lòng của Lam Khiết Anh rất nổi tiếng trong làng giải trí Hồng Kông. Nữ diễn viên phát điên vì bị những kẻ máu mặt cưỡng hiếp.
Năm 2018, một nguồn tin cho biết hai diễn viên kỳ cựu làm chuyện đồi bại này là Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Ví. Vì đây là hai ông trùm có tiếng nên nữ diễn viên không dám lên tiếng tố cáo khi đó. Đặng Quang Vinh đã qua đời từ năm 2011, tuy nhiên vì những tin tức này mà hình ảnh của ông xấu đi.